Đại biểu, thưa toàn thể chi bộ, hôm nay là cái ngày thành lập đảng ta. Chi bộ Đông Sơn có tổ chức sinh hoạt và kết hợp cái chỗ kỷ niệm ngày thành lập đảng. Thì đến giờ hôm nay là tất cả các đồng chí đảng viên và khách mời chúng ta cùng đến đây chung vui. Thì chi bộ Đông Sơn có cái bữa cơm chén rượu và là những cái kỷ niệm người ta có để chúng ta cùng chung vui với nhau. Thì đến giờ xin mời tất cả các đồng chí chúng ta là nâng chén, chúng ta vừa tâm sự vừa ăn uống vừa nói chuyện và đồng thời là cũng vừa giao lưu văn nghệ. Và sau bữa cơm thì xin mời các đồng chí nữ chúng ta có thể làm biểu diễn một ít tiết mục văn nghệ. Cuối cùng thì xin mời tất cả các đồng chí chúng ta cùng nâng chén chúc cho cái ngày thành lập đảng của ta là muôn năm. Đấy là buổi gặp mặt đầu xuân của khối nha các bạn, của khối Đông Sơn đấy. Không những là ban lãnh đạo của khối mà đây là cả cái diễn viên, là cả cái vũ công của khối đấy. Cái này nhiếp ảnh gia mà. Nhiếp ảnh gia. 1 2 3 4 2 3 4 anh ơi, 4 là chút. Chút à. Chạp ơi. Anh đưa
Cường ơi. Mời băng lên băng ảnh. Đứng dậy cái lên lấy. Anh Cường ơi. Cường ơi dậy định lại. Lấy cái ba đây là ba cái đầu tấy Cường có bám. Đây. Lấy đầu tấy chỉ có ba. Em ơi. Ba. Vào bố được các bác. Bà Hiền vào đi bà Hiền. Đem về mà ngủ quên cả ông luôn. Nhá, theo ta đi ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.